Những gì mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật. Liệu có phải những người miệng lưỡi cay độc đều là người xấu, còn những người luôn tỏ vẻ hiền lành tốt bụng thì là người tốt hay không đây? Ơn sống tử tế giúp em được không? Kiếm việc gì đó mà làm đi. Hiếu, chị xin lỗi, em chuẩn bị đi, mai chúng ta sẽ chuyển nhà. Lại nữa, thế lần này chị nợ bao nhiêu tiền? 10.000 đô. Thằng ranh, chạy đâu mất rồi? Đi luôn, chờ đến ngày mai để bọn chủ nợ nó giết à? Em nghĩ chị gái em chỉ biết nợ nần chắc. Thế như nào? Nếu không nợ thì sao phải chuyển nhà? Chúng ta sẽ chuyển đến nhà người yêu chị, một đại gia giàu có. Có điều hơi già một chút. Nghĩa là chị định kết hôn với ông ta? Ây da, nói linh tinh. Chị gái em xinh đẹp thế này lại còn có đầu óc, chả nhẽ không biết suy nghĩ. Ừ thì cũng có chút nhan sắc, mỗi tội nghèo là còn tiêu tiền như nước. Đúng là em trai của chị. Hả? Em trai của em. Còn đây là anh Long, người yêu của chị. Đừng nhìn nữa, mau lấy hành lý xuống đây. Anh Long đổ xe ở dưới rồi. Uầy, bà chị mình lần này cao tay thế nhỉ. Bố, hai người này là ai? Đây là dì Thủy và Hiếu, em trai của dì sẽ sống cùng chúng ta. Lại đào mỏ chứ gì? Hình như con bé không thích em. Em đừng để ý, dần dần con bé sẽ quen thôi. Hai chị em cứ thoải mái đi nhé. Mau mang hoa ra chỗ khác, tôi bị dị ứng phấn hoa. Ủa, liên quan tôi có dị ứng đâu. Chị không chịu được thì phấn đi. Cô đừng có nói ngang. Tôi thích vậy đấy, thì sao nào? Thôi, hai người nhường nhau một chút đi. Đừng có chạm vào tôi. Ôi, cái mông của tôi. Cái đồ đào mỏ. Cô nói gì? Biến ra khỏi nhà tôi đi. Dừng lại, hai người làm cái quái gì vậy hả? Còn vứt hoa ngay đi. Sau này nhà này không được phép xuất hiện hoa. Bố lại bên cô ta. Em đừng giận con bé nhé. Cô thiết kế cho tôi theo phong cách cổ điển nhé. Thay hết mấy món đồ cũ kỹ này. Cô làm cái trò gì vậy? Chị lấy cái quyền gì mà thiết kế lại nhà tôi hả? Bố cô cho tôi cái quyền đấy. Chưa biết chừng cô phải gọi tôi là mẹ rồi. Chị đừng có mơ. Sao chị cứ thích gây chuyện thế hả? Chúng tôi không sửa gì đâu. Cô về đi. Xin hai người đó, đừng cãi nhau nữa. À, mặt của tôi sao thế này? Chị, có chuyện gì vậy? Mặt của chị. Bỏ phấn hoa lên đồ của tôi không? Nhìn cái mặt nó kiếp kìa. Phải lưu lại mới được. Lại có chuyện gì mà ồn ào vậy? Anh nhìn mặt em đi. Giờ còn gái thượng của anh làm đấy. Em thấy chịu nổi rồi. Không ra thể thống gì cả. Con còn đỉnh như thế đến bao giờ? Bố, con là con của bố đấy. Hôm nay giáo viên đã gọi cho bố đến trường. Con xem con đã làm những gì. Nếu còn gây thêm chuyện là sẽ bị đuổi học đấy, biết không hả? Anh nghĩ sao nếu để em trai em giám sát con bé? Tôi không phải là trẻ con đâu. Hai đứa bằng tuổi nhau, mà thằng bé thì thành tích tốt lắm, năm nào cũng được giấy khen. Em tin là em trai em sẽ giúp con bé phải thay đổi và nâng cao thành tích. Được. Vậy anh nhờ em, em chỉ cần giúp con bé nâng cao điểm số là được rồi. Anh tin ở em. Sao còn chưa xuống? Sắp muộn rồi. Đợi tôi với. Bố cô dặn chúng ta đi cùng nhau cơ mà. Ai da, cách xa tôi ra. Đừng để ai biết chúng ta quen nhau. Với dạng đề này, cô chỉ cần chuyển vế, đổi dấu là ra. Hiểu không? Vậy
có trách tội ác. Được rồi, tôi dạy là được chứ gì. Vậy có phải tốt không? Học đi. Buồn cười chết đi được, sao lại có người xấu thế không biết. Hả? Đâu rồi? Nãy còn như con lăng quăng ở đây mà. Chả nhẽ về trước rồi. Sao chị lại đến đây? Tại con nhỏ kia gây ra chuyện, giáo viên gọi điện mà anh Long không có ở nhà, chị đành phải đến thôi. Để em lên cùng chị. Chào thầy giáo. Vâng, em hãy kể lại sự việc hôm đó. Trước ngày thi, em thấy Hiền lén lút vào phòng thầy lấy cắp đề thi nên mới được điểm cao đấy ạ. Cậu nói linh tinh gì vậy? Sao lại vu khống cho tôi? Tôi không có làm. Có cả chuyện này sao? Yên lặng. Vân là một học sinh gương mẫu. Với những gì em làm trước kia thì rất có khả năng có thể em làm chuyện đó. Thầy, em không có làm thân mà. Ê lão già, chỉ vì lời nói từ một phía mà ông dám khẳng định là con gái tôi ăn cắp đề thi à? Nếu các người không điều tra và đưa ra bằng chứng rõ ràng thì không xong với tôi đâu. Còn tôi dễ bắt nạt như vậy à? Tôi nói cho thầy biết đấy. Chị bình tĩnh đã, tôi sẽ điều tra lại. Nó không trả treo, tự dưng lại thấy không quen. Cảm ơn. Sao lại về cùng nhau thế này? Còn lại gây ra chuyện à? Bọn em vô tình gặp nhau ở ngoài cổng thôi. Làm gì có chuyện gì, mau vào nhà đi anh. Chẳng qua tôi cũng cần đi mua đồ thôi, chứ tôi chẳng muốn đi cùng chị đâu. Biết rồi, tranh thủ có cô Ly thì mua thả ga đi. Em sắp gãy tay rồi, hai người có đi tiếp không hả? Alo. Chào em, bên phía nhà trường đã điều tra ra Vân chính là người lấy cắp đề thi. Vì vậy chúng tôi gửi lời xin lỗi đến em và gia đình nhé. Vâng vâng, em cảm ơn thầy. Chị ơi, em được minh oan rồi. Nếu mà thấy hay, hãy nhớ like.